Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ của tác giả Công Tử Văn Tranh, chương 6. Bệnh tình của Lục Lệ Hành tái phát, trong lòng mọi người đều sốt sắng. Trong lòng Kỷ Khinh Khinh áy náy, trợn mắt nhìn Lục Lệ Đình. Cũng phải thôi, đối với một người trầm ổn và kiêu ngạo như Lục Lệ Hành, cho dù không có tình cảm với cô thì hai người vẫn là vợ chồng. Trơ mắt nhìn vợ và em trai liếc mắt đưa tình mờ mờ ám ám, chuyện vô liêm sỉ như vậy, anh không bị tức giận mới lạ. Chưa kể Lục Lệ Hành lại là một người sắp chết đang hồi quang phản chiếu, làm sao có thể chịu nổi cơn tức này. Kỷ Khinh Khinh cầu nguyện vạn lần Lục Lệ Hành đừng bị cô làm cho tức chết. Cửa phòng bị đẩy ra, bác sĩ bước ra ngoài, vẫn là những lời đó, có thể dịch thẳng ra là không thể cứu được, chờ chết đi. Kỷ Khinh Khinh thở phào nhẹ nhõm, Lục Lệ Hành sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng chết vì bệnh tật hay chết bởi vì cô chọc giận là hai chuyện khác nhau. Anh trai tôi không chết, cô có vẻ rất thất vọng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Kỷ Khinh Khinh. Cô chờ anh trai tôi chết đúng không? Đáng tiếc, kể cả anh trai tôi chết đi, một phần tài sản cô cũng không có được. Kỷ Khinh Khinh liếc mắt nhìn Lục Lệ Đình. Dù sao Lục Lệ Đình cũng đã biết bản tính của Kỷ Khinh Khinh, cô sẽ không giả bộ nữa. Nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng không giả bộ nữa. Không sai, tôi vì gia sản 100 tỷ của anh trai cậu nên mới tới đây. Nghe nói anh trai cậu có 100 tỷ, tôi là vợ của anh ấy, là ưu tiên thừa kế thứ nhất của anh ấy. Tôi không có được, vậy một đứa em trai như cậu lại được à? Lục Lệ Đình nghe Kỷ Khinh Khinh nói vậy thì mỉm cười. Tôi biết phụ nữ như cô bản tính khó rời. Cô nghĩ cô là vợ của anh trai tôi thì có thể kế thừa gia tài của anh ấy sao? Kỷ Khinh Khinh, đây là nhà họ Lục, tất cả những thứ của anh trai tôi đều thuộc về nhà họ Lục. Anh ấy chết, tôi sẽ kế thừa nhà họ Lục. Anh ta vẫn nhớ người phụ nữ này ở bên anh ta ngây thơ trong sáng. Cả đời này anh ta sẽ không bao giờ quên nụ cười đó. Nhưng anh ta cũng sẽ nhớ nụ cười của cô khi nắm tay một tên thiếu gia trên siêu xe. Tình yêu là thứ nói nghe có vẻ đẹp đẽ, nhưng ở trước mặt tiền bạc thì lại chẳng là gì cả. Kỷ Khinh Khinh khẽ chế nhạo. Lục Lệ Đình, thật uổng công cậu đi học. Theo pháp luật quy định, vợ chồng, cha mẹ và con cái có ưu tiên thừa kế hàng đầu, sau đó mới đến các anh chị em. Cậu tưởng một người chỉ thuộc hàng ưu tiên thừa kế thứ hai như cậu có thể làm tôi sợ ư? Ai cho cậu mặt mũi lớn như vậy? Cậu nghĩ ông cụ sẽ để cho cậu thừa kế một tài sản lớn như vậy sao? Đương nhiên Kỷ Khinh Khinh biết ông Lục thật sự sẽ không để cô thừa kế toàn bộ tài sản của Lục Lệ Hành. Nhưng cô muốn chọc cho tên khốn xấu xa này tức chết. Thật ra thì gả vào nhà họ Lục, có tiền hay không cũng không quan trọng. Cái chính là vì tôi thích nghe cậu gọi tôi là chị dâu. Nghe xong lời này, Lục Lệ Đình sửng sốt. Tôi nói chứ nhiều người giàu như vậy sao cô không chọn, lại cứ đi chọn nhà họ Lục, hóa ra là do cô không quên được tôi. Lục Lệ Đình nheo mắt. Anh trai tôi chết, cô có thể làm quả phụ được bao lâu? Thời xưa có truyền thống khi người anh trong gia đình qua đời, vợ của anh trai sẽ được người em đón nhận. Kỷ Khinh Khinh biết Lục Lệ Đình kiêu căng ngạo mạn, tính tình bừa bãi, nhưng không ngờ rằng anh ta lại có thể nói ra lời như vậy. Lục Lệ Đình, để tôi nói cho cậu biết, quyết định đúng đắn nhất của tôi lúc đó là đá cậu. Tôi không hối hận. Kỷ Khinh Khinh, cô. Cậu là đùa bỏ đi. Kỷ Khinh Khinh đẩy anh ta ra, đi về phía phòng của Lục Lệ Hành, để lại Lục Lệ Đình đứng đó với sắc mặt tối sầm. Trong phòng, rèm cửa dày che lấp hết tất cả ánh sáng để giấc ngủ của Lục Lệ Hành thoải mái hơn. Kỷ Khinh Khinh ngồi xuống bên giường Lục Lệ Hành, nhón chân không phát ra tiếng động, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lục Lệ Hành thở dài. Vốn tưởng gả vào nhà họ Lục là có thể giải quyết nỗi lo về sau của nguyên chủ, không ngờ đây mới là hàng sói. Bây giờ Lục Lệ Hành còn sống, ông cụ vẫn còn đó, Lục Lệ Đình không dám làm gì cô. Nhưng sau đó Lục Lệ Hành chết, ông cụ cũng không ở đây nữa, người chị dâu là cô e sẽ bị đuổi ra ngoài. Lục Lệ Đình nói rất đúng, ông cụ làm sao có thể giao hết tài sản 100 tỷ của Lục Lệ Hành cho cô được. Đó là tài sản của nhà họ Lục, vẫn phải để cho người nhà họ Lục thừa kế, cuối cùng sẽ lại rơi vào tay Lục Lệ Đình. Nghĩ tới cảnh nguyên chủ chán nản rồi sau đó bị người bắt nạt, bị đổ rượu lên đầu trong tiệc rượu, còn phải nhẫn nhịn chịu nhục lau giày cho nữ chính. Nghĩ tới cảnh nữ chính chèn ép mình, cô lại cảm thấy nhức đầu. Nếu anh không chết thì tốt biết mấy. Kỷ Khinh Khinh là một con người có tấm lòng đồng cảm sâu sắc, suy nghĩ một lát rồi nhận hết mọi đau khổ uất ức của người trong tiểu thuyết vào bản thân cô. Nếu như Lục Lệ Hành còn sống thì tốt biết bao. Mặc dù giữa cô và Lục Lệ Hành không có tình cảm gì, nhưng nếu có Lục Lệ Hành ở đây, Lục Lệ Đình sẽ không trắng trợn như vậy. Trước khi xuyến sách,
cô đã dành hết cuộc đời của mình cho cái gia đình lộn xộn đó, vất vả nửa đời người. Bây giờ cô còn phải thay người phụ nữ làm nhiều việc xấu này dọn dẹp mớ hỗn độn, có lẽ còn phải gánh tội thay cho cô ta. Kỷ Khinh Khinh vô cùng đau lòng, cảm xúc không kìm nén được, suýt thì òa khóc. Lục Lệ Hành, tôi chia cho anh một nửa mạng sống của mình được không? Anh đừng chết. Thật ra Lục Lệ Hành vẫn chưa ngủ, anh đang nằm trên giường chờ chết. Cả đời này anh sống quả thật cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Anh sống gần 30 năm nhưng không có một ngày nào là thời gian riêng của mình. Lúc nhỏ ngoại trừ phải học thật nhiều, anh còn phải tìm hiểu về sở thích mà anh thích hoặc không thích. Nhưng bản thân không thích thì sao có thể được coi là sở thích. Lớn lên thì một mình gánh vác Lục thị. Ông nội đã lớn tuổi, cha mẹ mất sớm. Em trai thì bỏ nhà đi, chỉ có thể dựa vào mỗi anh. Ngày nào anh cũng phải giải quyết các vấn đề lớn nhỏ của công ty, không hề có một ngày nào rảnh rỗi. Lục Lệ Hành đã kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Trong khoảng thời gian kể từ khi bị tai nạn giao thông, có thể coi được là khoảng thời gian nhàn nhã nhất trong cuộc đời anh. Có lẽ cứ như vậy chìm vào giấc ngủ cũng rất tốt. Lục Lệ Đình đã quay về, ông nội và Lục thị cũng không đến mức bị bỏ mặc. Về phần người vợ đang khóc sướt mướt bên tai anh, Lục Lệ Hành cảm thấy có lẽ là do kiếp trước anh đã nợ cô, hoặc có thù oán với cô, thế mà cô lại muốn anh tiếp tục sống, còn muốn chia cho anh một nửa mạng sống của mình. Cô muốn tôi sống như vậy sao? Lục Lệ Hành mở mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh giường, nước mắt ở trên khóe mi cô cứ rơi xuống từng giọt, từng giọt. Anh tỉnh rồi. Kỷ Khinh Khinh bị cuộc sống khổ cực sau này của mình ám ảnh, có chút không kiềm chế được. Tôi là vợ anh, tất nhiên mong anh sống tốt. Vợ của tôi sẽ liếc mắt đưa tình với em chồng. Kỷ Khinh Khinh khịt khịt mũi, nghẹn ngào nói. Để tôi nói thật với anh đừng giận. Lục Lệ Đình là mối tình đầu của tôi, nhưng lúc đó anh ta nghèo quá, đi xe đạp ngay cả ghế sau mà cũng bị gãy, làm mông tôi đau vô cùng. Người ta nói thà ngồi xe đẹp cười còn hơn ngồi BMW mà khóc. Anh ta cho tôi ngồi xe đạp còn làm tôi khóc. Anh ta như vậy tôi không nên chia tay với anh ta sao? Đúng lúc đó cũng có một tên nhà giàu theo đuổi tôi, cho nên tôi chia tay với anh ta. Nhưng cái tên nhà giàu đó cũng không tốt lành gì. Anh ta vốn dĩ không thích tôi mà chỉ muốn ngủ với tôi thôi. Sau đó tôi vào giới giải trí, lại có một tên nhà giàu theo đuổi tôi. Nói yêu tôi nhưng nhìn tôi bị người khác bắt nạt. Nói sẽ nâng đỡ tôi nhưng lại không chịu đầu tư cho tôi. Còn nói chúng tôi không phải bạn trai bạn gái, tôi chỉ là tình nhân của anh ta. Kỷ Khinh Khinh càng nói càng cảm thấy nguyên chủ thật ngu ngốc. Lúc cần theo đuổi tình yêu thì lại đi theo tiền, lúc cần theo tiền thì lại đi mơ mộng về tình yêu, cho nên cuối cùng chẳng còn gì. Lục Lệ Hành chưa từng trải qua mùi vị của tình yêu, chỉ là nhìn Kỷ Khinh Khinh vừa khóc vừa than thở trước mặt anh, nhìn dáng vẻ hoa lê đái vũ của cô mà không hề khó chịu. Trái lại đâu đó trong lòng anh càng trở nên vô cùng mềm mại. Sau này đừng ngốc như vậy nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị sinh mệnh tăng thêm 2 bậc. Hiện tại giá trị sinh mệnh là 2 tiếng. Kỷ Khinh Khinh gật đầu. Sau này sẽ không thế nữa. Cô bây giờ đã là vợ của Lục Lệ Hành. Sau này dù có chết đi chăng nữa thì cô vẫn là bà Lục. Với thân phận này, ít nhất khi ông cụ Lục còn đó, Lục Lệ Đình cũng sẽ không dám phản đối. Lục Lệ Đình cũng sẽ không dám đối phó với cô. Mấy năm đó cô sẽ cố gắng kiếm thêm chút tiền. Sau khi kiếm được tiền đủ sống cho nửa đời sau thì chạy trốn càng xa càng tốt, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy cô, có thể xem đó là một biện pháp tốt. Tuy ông cụ muốn tôi đến đây để anh vui vẻ, nhưng nếu anh đã trở thành chồng của tôi thì sau này dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn là chồng của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông cụ thật tốt. Giá trị sinh mệnh tăng 1, giá trị sinh mệnh hiện tại là 3 giờ. Lục Lệ Hành hỏi chấm. Cô lặp lại mấy câu cô vừa nói đi. Hử, tôi nói, tuy ông cụ kêu tôi tới để cho anh vui, nhưng anh yên tâm, tôi không phải là người tham tiền bạc. Sau này tôi sẽ chăm sóc ông cụ thật tốt. Chỉ cần lặp lại câu nói lúc này, đừng bổ sung thêm gì. Kỷ Khinh Khinh, tuy ông cụ muốn tôi đến đây để anh vui vẻ, nhưng nếu anh đã trở thành chồng của tôi, thì sau này dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn là chồng của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông cụ thật tốt. Giá trị sinh mệnh tăng 1, giá trị sinh mệnh bây giờ là 4 giờ. Nói câu trước đó. Tuy ông cụ muốn tôi đến đây để anh vui vẻ, nhưng nếu anh đã trở thành chồng của tôi. Dừng lại. Nói đoạn sau đó. Sau này dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn là chồng của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông cụ thật tốt. Khóe miệng Lục Lệ Hành khẽ nhếch. Không phải cô vừa mới gọi chồng sao? Thấy ánh mắt mơ màng của Kỷ Khinh Khinh, Lục Lệ Hành nói. Nãy cô vừa gọi tôi là chồng. Hai má Kỷ Khinh Khinh ửng hồng.
Tôi chỉ là... Gọi lại một tiếng chồng đi. Cầm Kỳ Khinh Khinh gần như muốn rớt xuống đất. Đúng là hai anh em tính tình dở dở ương ương như nhau, mặt thật dày. Cô đứng dậy bỏ đi, Lâm Lệ Hành nắm cổ tay cô không cho cô rời đi. Hai người nhìn nhau. Tôi không phải là chồng cô sao? Gọi chồng thì có chuyện gì chứ? Anh sao vậy? Chúng ta thân thuộc lắm à? Chúng ta là vợ chồng, sau này cô cũng phải gọi tôi là chồng thôi. Bây giờ tập trước không được à? Xuống địa ngục gọi anh là chồng à? Người cũng sắp chết rồi mà vẫn còn muốn những thứ không tồn tại. Lục Lệ Hành ôm ngực, hàm răng siết chặt lại, nhìn qua có vẻ rất khó chịu. Ba chấm, Kỳ Khinh Khinh cảm thấy mình quả thật nợ anh. Kiếp này ông trời sai anh đến để đòi nợ cô đây mà. Tôi gọi là được chứ gì? Đương nhiên. Kỳ Khinh Khinh nhắm mắt, chính thức gọi một tiếng. Chồng. Giá trị sinh mệnh tăng 1, giá trị sinh mệnh bây giờ là 5 giờ. Gọi thêm lần nữa. Chồng. Thật biến thái. Giá trị sinh mệnh tăng 1, giá trị sinh mệnh bây giờ là 6 giờ. Lần nữa. Giá trị sinh mệnh tăng 1, giá trị bây giờ là 7 giờ. Kêu thêm 20 lần. Ba chấm. Lục Lệ Hành, anh có bệnh à? Lục Lệ Hành bình tĩnh nhìn Kỳ Khinh Khinh, ý bảo rằng tôi sẽ không để cô đi nếu cô không gọi. Kỳ Khinh Khinh thật sự cảm thấy người này không chỉ cơ thể bị bệnh mà não cũng bệnh luôn. Lúc nãy không phải cô tình nguyện nói cho tôi một nửa đời mình à? Sao? Mạng cũng đã tình nguyện cho rồi, chút chuyện nhỏ này cô cũng không làm được sao? Chuyện nhỏ? Đúng, đúng là chuyện nhỏ. Kỳ Khinh Khinh mấp máy miệng, chuyện có lớn đâu mà cũng không làm được à? Nhìn dáng vẻ hững hờ của Lục Lệ Hành, Kỳ Khinh Khinh tự hỏi mình có nhỏ mọn quá không? Chồng. Giá trị sinh mệnh tăng 17, giá trị sinh mệnh bây giờ là 24 giờ. Được chưa? Tôi rất thích nghe cô gọi tôi như vậy. Tôi mong rằng sau này mỗi ngày đều có thể nghe cô gọi tôi là chồng. Lục Lệ Hành mỉm cười nhìn cô. Mỗi ngày 24 lần. Lục Lệ Đình ở trong góc tường nghe ngóng. Má nó. Tác giả có chuyện muốn nói. Lục Lệ Hành. Thật tốt quá, lúc nào cũng có thể dựa vào vợ. Ngày mai cũng là một ngày tràn đầy sức sống. Vợ cố lên. Kỳ Khinh Khinh, ba chấm. Chương 7. Lục Lệ Đình đứng ở góc tường nghe trộm tất cả, tâm trạng trở nên hỗn độn. Anh ta tự cho rằng kể từ lúc Kỳ Khinh Khinh đá mình rồi bước lên chiếc siêu xe của tên nhà giàu kia, tình cảm cả đời này của anh ta với Kỳ Khinh Khinh ngoài hận cũng chỉ có hận. Anh ta cũng là con nhà giàu, tên nhà giàu kia có suy nghĩ gì với Kỳ Khinh Khinh đều viết rõ lên mặt. Cho nên lúc đó anh ta mới nói những lời vô cùng ác độc, để sau này Kỳ Khinh Khinh đừng hối hận. Người phụ nữ này chê nghèo yêu giàu, yêu tiền như mạng, coi sự chân thành của người khác như lá phổi của con chó. Người phụ nữ như vậy làm sao xứng đáng với những gì mình muốn. Cô lẽ ra không nên có gì cả, cô nên nhận được bài học xứng đáng. Vô số lần Lục Lệ Đình đã nghĩ, chờ tới ngày thành công, anh ta sẽ nhìn khuôn mặt trắng bệch hối hận của Kỳ Khinh Khinh, nghe cô nói mình sai rồi. Còn anh ta sẽ ôm bạn gái, hơi hợt nói với cô nhận nhầm người rồi. Vì điều đó, anh ta đã cố hết sức phấn đấu cả đời mình. Nhưng bây giờ khi nghe Kỳ Khinh Khinh gọi Lục Lệ Hành là chồng, trong lòng anh ta khó chịu không nói lên lời. Việc này như thế, thứ mà anh ta không cần nhưng lại được người khác nhặt lên và xem như bảo bối, như cười nhạo anh ta không có mắt nhìn. Dù đó là thứ mà anh ta không cần nhưng vẫn là của anh ta. Lục Lệ Đình u ám rời đi, tìm Di Bùi để hỏi với Kỳ Khinh Khinh. Cậu hai, có chuyện gì sao? Không có gì. Sắc mặt Lục Lệ Đình không được tốt lắm. Di Bùi, Di bận gì thì đi làm đi. Nói xong anh ta rời đi. Dì Bùi cũng không để ý lắm, dẫu sao mấy ngày này mặt của tất cả mọi người trong biệt thự đều u sầu, trong lòng luôn có cảm giác ma mát buồn. Tất cả là vì cậu cả đang bệnh nặng trên giường. Nhắc tới Lục Lệ Hành, mắt dì Bùi đỏ hoe, bắt đầu khóc nức nở. Kỳ Khinh Khinh, ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý hành hung, hôm nay đã được bảo lãnh ra ngoài. Có thông tin cho rằng một khi bị khởi tố chính thức, Kỳ Khinh Khinh sẽ phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam. Lục Lệ Đình nhìn màn hình điện thoại hiện tin tức với dòng chữ to, đôi mắt hơi nheo lại. Anh ta đã nghe Vivi kể về chuyện ngày hôm đó. Kỳ Khinh Khinh là nữ thứ, Thẩm Vivi là nữ phụ, nhưng hai người đều dưới trướng của cùng một người quản lý. Kỳ Khinh Khinh cảm thấy sự tồn tại của Thẩm Vivi là một mối đe dọa, nên đối đầu với cô ta mọi lúc mọi nơi. Lần này còn công khai làm khó cô trong đoàn phim, đẩy Thẩm Vivi xuống đồi. Chỉ cần Lục Lệ Đình nghĩ tới cảnh Vivi trốn trong ngực mình rơi lệ, nhìn vết sẹo trên mặt của cô ta đã cảm thấy đau thấu tim gan. Vivi của anh ta đơn thuần hiền lành,
trong sáng như một tờ giấy trắng, cố gắng từng bước tiến tới trong giới giải trí. Dù là nhân vật có 2-3 câu thoại, cô ta vẫn sẵn sàng dành cả một đêm để tìm hiểu hết tất cả nhân vật trong bộ phim đó. Anh ta không thể trơ mắt nhìn Vivi bị chôn vùi, nên anh ta đã lặng lẽ liên hệ với quản lý cấp cao của giải trí Thiên Ngu, thay thế vai diễn của nữ phụ với thẩm Vivi. Nhưng anh ta không ngờ rằng bản thân anh ta một lòng muốn tốt cho Vivi, thế nhưng lại hại cô ta. Anh ta không ngờ Kỳ Khinh Khinh lại hung ác như vậy, thế mà lại dám làm ra chuyện này. Nhân viên trong đó nói rằng nếu như ngọn đuôi đó cao hơn một chút, Vivi ngã như vậy thì sẽ là một mạng người. Cho nên anh ta không bao giờ cho phép một người phụ nữ độc ác như vậy gả vào nhà họ Lục. Cùng lúc đó, tại văn phòng giám đốc giải trí Thiên Ngu, chú thích tra hỏi Mạnh Tầm: sao cô lại ở đây? Mạnh Tầm ném một đống tài liệu lớn trên chiếc bàn trước mặt anh ta, sau đó ngồi xuống đối diện. Giám đốc Chu, không phải lúc trước đã nói Vivi sẽ làm người phát ngôn đại diện cho thương hiệu này sao? Tôi đã thương lượng thời gian quay với nhãn hàng rồi, tại sao bọn họ lại nói với tôi là hủy bỏ? So với Mạnh Tầm đang tức muốn hộc máu thì chú thích bình tĩnh cười nói: cô cũng là người lâu năm trong công ty, cũng nên biết việc ai là người phát ngôn đại diện đều là do công ty phân công. Công ty quyết định cho ai thì cho người đó, chỉ cần chưa ký hợp đồng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mạnh Tầm cười lạnh: tốt lắm, vậy anh nói xem việc phát ngôn này anh giao cho ai? Lúc đầu của ai thì trả lại cho người đó. Mạnh Tầm sững người, mày nhíu chặt lại nghi ngờ nhìn anh ta. Kỳ Khinh Khinh. Chú thích gật đầu. Mạnh Tầm im lặng hồi lâu, sau đó nở nụ cười. Giám đốc Chu, Vivi xuất hiện, hứa sẽ không tố cáo Kỳ Khinh Khinh. Anh nghĩ hình tượng của công ty giữ được rồi nên định qua cầu rút ván sao? Kỳ Khinh Khinh đã phạm tội gì? Đó là tội hình sự. Chỉ cần thẩm Vivi tố cáo cô ta, chắc chắn cô ta sẽ phải ngồi tù. Anh để cho một người sắp vào tù làm người phát ngôn, anh điên rồi sao? Chú thích có thể lên được vị trí giám đốc đương nhiên có chỗ vượt trội. Nghe Mạnh Tầm nói xong cũng không tức giận, ngửa người ra sau nhướng mi thích thú cười. Mạnh Tầm, cùng là hồ ly ngàn năm thì đừng nên diễn trò trước mặt tôi. Những chuyện kia sao tôi lại không biết? Chỉ là tôi mắt nhắm mắt mở lười quản mà thôi. Rốt cuộc là thẩm Vivi vô tình ngã hay là do Kỳ Khinh Khinh đẩy? Cô sẽ hiểu rõ hơn tôi, hà cớ gì cô phải ra vẻ vì người của mình mà đến đây tra khảo tôi? Lời này không nói thì thôi, suy cho cùng thì ai cũng có liên quan. Trong lòng Mạnh Tầm hiểu rất rõ mình phải bảo vệ thẩm Vivi. Lục Lệ Hành bị tai nạn xe cộ đến nay đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục là Lục Lệ Đình. Mà hôm đó cô ta đã nhìn thấy thẩm Vivi nắm tay Lục Lệ Đình trên phố. Đó là bạn trai của thẩm Vivi. Mạnh Tầm làm người quản lý lâu như vậy, đã sớm chán ngấy, lại không thể leo lên. Liệu cô ta có thể bằng lòng cả đời làm quản lý cho một ngôi sao hạng 3 sao? Giám đốc Chu, tôi không hiểu lời anh cho lắm. Anh nói Vivi hãm hại Kỳ Khinh Khinh. Anh cũng đã gặp Vivi rồi, cô ấy không phải loại người như Kỳ Khinh Khinh. Được rồi, chú thích cũng không muốn nói nhiều với cô ta. Đây không phải là chuyện mà cô có thể thay đổi được. Cô ra ngoài trước đi. Mạnh Tầm giận dữ rời đi. Cửa phòng làm việc đóng lại, chú thích gọi điện cho Lục Lệ Hành, báo cáo tiến trình sự việc. Tổng giám đốc Lục, tôi đã lấy được camera an ninh tại hiện trường. Lúc đó quả thật không phải Kỳ Khinh Khinh đẩy thẩm Vivi, là thẩm Vivi vô tình dẫm hụt rồi té xuống. Chuyện này không liên quan gì tới Kỳ Khinh Khinh. Lục Lệ Hành ở đầu dây bên kia nhàn nhạt ừ một tiếng. Biết rồi. Chuyện này anh chỉ tiện tay cho người điều tra. Tuy mới ở cùng Kỳ Khinh Khinh có một ngày, nhưng anh thấy Kỳ Khinh Khinh không phải là loại người tồi tệ như trên mạng nói. Sức khỏe của anh rất tốt. Lục Lệ Hành lời ít ý nhiều. Cậu làm việc đi, cúp máy. Lục Lệ Hành cúp điện thoại, ngồi trên bàn mở máy tính ra. Đêm khuya vắng vẻ, kim giờ chuyển sang 12 giờ. Nửa tiếng trước bác sĩ đã đến kiểm tra, có lẽ tối nay sẽ không quay lại. Anh không phải người rảnh rỗi, với một người luôn bận rộn suốt 20 năm, công việc đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của anh. Kể từ vụ tai nạn xe xảy ra cách đây một tháng, công việc của anh cũng bị tạm dừng hơn một tháng. Trước khi xảy ra tai nạn, anh đã thương lượng hợp tác về hướng nghiên cứu phát triển máy bay không người lái, đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết cụ thể. Dự án này là định hướng phát triển trong tương lai của công ty, nhưng quyết định lớn cần có chữ ký của anh. Anh không yên tâm giao dự án này cho người khác làm, cho nên việc đầu tiên anh muốn làm sau khi tỉnh lại là kiểm tra tiến độ của dự án. Hộp thư máy tính chứa đầy lượng công việc tích lũy trong tháng này. Lục Nghệ Hành ngồi vào bàn làm việc, nhấp mở các email cần anh trả lời trực tiếp. Trên màn hình là những từ ngữ chuyên ngành khô khan khó hiểu, có khuynh hướng phát triển khoa học kỹ thuật trong tương lai. Lục Nghệ Hành hiểu rất rõ
Lục Thịnh phải nắm bắt thị trường này mới có thể đảm bảo không bị đào thải trong tương lai. Đối với kế hoạch tương lai, Lưu Lệ Hành có một tầm nhìn luôn độc đáo và vượt xa những người khác. Kim giờ quay đi vòng lại. Sắc trời dần dần sáng, ánh sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa khiến cả căn phòng sáng bừng lên, đèn trên bàn cũng mở đi nhiều. Sau khi xử lý xong tài liệu cuối cùng, anh liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi. Làm việc thâu đêm suốt sáng là chuyện vô cùng bình thường. Trước đây anh thường xuyên làm việc đến sáng, sau đó ngủ bù 2 tiếng, 8 giờ đến công ty. Lục Lệ Hành tắt máy tính, xoa xoa đôi mày mệt mỏi, nằm trên giường chợp mắt một lát. Khác với Lục Lệ Hành làm việc thâu đêm, Kỳ Khinh Khinh làm việc và nghỉ ngơi rất lành mạnh. 7 giờ 1 phút cô thức dậy, tuy tối hôm qua gọi anh là chồng 20 tiếng làm cô đỏ mặt đến mang tai, suýt nữa chửi anh là đồ khốn, nhưng cô vẫn luôn nhớ tới lời dặn dò của ông Lục. 7 giờ Lục Lệ Hành cần phải uống thuốc một lần. Đẩy cửa ra, rèm cửa trong phòng đóng chặt, tầm mắt rất tối. Kỳ Khinh Khinh nhẹ nhàng bước tới bên giường thì thấy giường không hề lộn xộn, Lục Lệ Hành nằm trên giường ngủ rất say. Vừa nhìn thấy Lục Lệ Hành, cô lại nhớ tới cảnh hôm qua, âm thanh 4D vang vọng từ mọi hướng, tất cả đều một tiếng trầm. Đôi mắt Kỳ Khinh Khinh như sói như hổ nhìn Lục Lệ Hành, cô rót một ly nước rồi cầm thêm vài viên thuốc đến cạnh giường anh. Này, đến giờ dậy uống thuốc rồi. Giá của thuốc cải tử hồi sinh này không hề rẻ, thời gian uống thuốc cũng không nên bỏ qua. Thấy người vẫn không tỉnh lại, Kỳ Khinh Khinh tiếp tục gọi anh. Anh Lục, tỉnh lại uống thuốc trước đi. Vẫn không có tiếng đáp, Kỳ Khinh Khinh nghi ngờ, đặt cốc nước và thuốc sang một bên rồi nhẹ đẩy đẩy anh. Anh Lục, Lục Lệ Hành, anh, tỉnh lại đi. Vẫn không đáp lại, Kỳ Khinh Khinh hoảng hốt nhìn Lục Lệ Hành ngủ yên bình, tim đập thình thịch. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Cô duỗi ngón trỏ chọc vào người Lục Lệ Hành. Bệnh tình nghiêm trọng, ngày tan tới gần, chuyện mấy ngày này. Tay Kỳ Khinh Khinh không ngừng run rẩy. Mợ chủ, mợ. Dì Bùi xuất hiện ở cửa phòng, Kỳ Khinh Khinh nghe thấy tiếng quay đầu nhìn qua, tim hoảng sợ đập bình bịch. Dì Bùi thấy dáng vẻ hoảng sợ của Kỳ Khinh Khinh, lại thấy cô duỗi tay ra trước mặt Lục Lệ Hành thì chân mềm nhũn, giọng nói run rẩy mang chút nức nở. Cậu chủ, cậu ấy sao rồi? Kỳ Khinh Khinh vội vàng đứng dậy, thất thần đứng bên giường. Dì Bùi, cháu. Kỳ Khinh Khinh không biết phải nói gì. Rốt cuộc, có chuyện gì? Mợ chủ, mợ đừng dọa tôi. Dì Bùi vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ bước vào phòng, suy đoán trong lòng đột nhiên bị thổi phồng lên. Kỳ Khinh Khinh thất thần đứng tại chỗ, lo lắng đứng ở mép giường. Dì Bùi nặng nề bước tới mép giường. Không, không thể nào, cậu chủ không thể nào. Nhưng giây tiếp theo, cổ họng của bà như bị thắt lại, bà nhìn người đang ngủ yên bình trên giường, cả người ngây dại. Dì, để dì đi gọi ông cụ đến. Dì Bùi lập tức lao ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Kỳ Khinh Khinh. Thật ra từ lúc Lục Lệ Hành từ bệnh viện trở về, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Như khi thực sự đối mặt với cái chết của anh, bọn họ mới cảm thấy mình nhỏ bé vô dụng như vậy. Trong tiểu thuyết, cái chết của Lục Lệ Hành chỉ là một vài dòng chữ, sau đó anh chỉ tồn tại trong ký ức của mọi người. Một người đàn ông bí ẩn và cường đại như vậy lại chết chỉ sau một ngày ở bên cô sao? Lục Lệ Hành thật sự chết rồi sao? Lòng Kỳ Khinh Khinh vô cùng rối ren, cô không có can đảm bước tới. Một người hôm qua còn sống khỏe mạnh, bây giờ cứ nằm trước mặt mình không bao giờ tỉnh lại nữa sao? Dù biết rằng Lục Lệ Hành hồi quang phản chiếu, thời gian đã hết, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại chết một mình trong đêm mà không ai để ý đến. Ngay cả nhìn người thân của mình lần cuối cũng không được, ra đi như vậy sẽ không cam lòng đến thế nào cơ chứ? Kỳ Khinh Khinh nhớ tới lần cuối cùng cô gặp anh hôm qua, lần cuối cùng nói chuyện, cô không khỏi cảm thấy hối hận. Đáng lẽ hôm qua cô không nên tức giận như vậy. Lục Lệ Hành bệnh sắp chết, cô còn so đo với anh làm gì chứ? Cô vô cùng hối hận nhìn Lục Lệ Hành, cố gắng kìm nén sự hối hận và đau buồn trong lòng, rồi nhỏ giọng nói. Anh hãy ra đi yên bình nhé, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông Lục cho anh. Nói xong, Kỳ Khinh Khinh kéo chăn đang đắp trên người Lục Lệ Hành lên, từ từ che đi khuôn mặt anh. Tác giả có lời muốn nói, Lục Lệ Hành, tôi nghĩ tôi vẫn còn sống, vợ à, hay là em xem thử lại lần nữa đi. Hãy cố gắng tiến lại gần lỗ mũi thử hơi thở đi chứ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.